Các bạn thân mến, thành phố Đà Lạt được biết đến là một thành phố mộng mơ. Có lẽ chính vì vậy mà ở đây có rất nhiều nghệ sĩ tài hoa. Chắc chắn là như vậy rồi. Và đơn cử như nghệ sĩ Hà Quang Chính mà Minh Thư sẽ giới thiệu ngay sau đây. Xin mời Minh Thư. Thưa quý vị và các bạn, trong một không khí thật là đẹp buổi sáng ngày hôm nay, và chúng ta vừa được hòa mình vào những giai điệu thật là nhẹ nhàng, thật là lãng mạn của nhạc phẩm Đà Lạt thành phố tình yêu. Vâng, và ngay bây giờ đây thì Minh Thư xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nghệ sĩ saxophone Hà Quang Chính. Vâng, xin chào anh. Chào Minh Thư, xin chào chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Vâng, và ngay bây giờ thì anh Chính có thể cho Minh Thư biết được là vì sao trên con đường sự nghiệp âm nhạc của anh lại chọn saxophone làm một cái nhạc cụ gắn bó với sự nghiệp của mình mà không phải là một nhạc cụ khác chẳng hạn như là violon hay là piano hay là guitar. Thưa Minh Thư và thưa quý vị, thực ra tôi đến với cây kèn saxophone cũng như là một sự tình cờ. Trước đây tôi học kèn trumpet ở Nhạc viện Hà Nội, nhưng sau khi vào miền Nam sinh sống thì có một lần tôi ghé vào một quán cà phê và tại quán đó đã mở một cái đĩa nhạc tiếng kèn saxophone dịu dàng rất là quyến rũ, và tôi hỏi thì đó là tiếng kèn của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, và từ đó cái sự quyến rũ về kèn saxophone và nó gắn liền với tôi đến bây giờ. Vâng, và mà quý vị ơi, Minh Thư sẽ được bật mí đến quý vị và các bạn. Nhạc phẩm Đà Lạt thành phố tình yêu vừa rồi cũng chính là sáng tác của nghệ sĩ saxophone Hà Quang Chính. Và Minh Thư được biết là nhạc phẩm vừa rồi thì cũng đã đạt được những giải thưởng rất là cao. Và anh có thể chia sẻ thêm cho Minh Thư cũng như là những khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên được biết thêm về nhạc phẩm này của anh không ạ? Vâng, thưa Minh Thư. Thưa quý vị, vào năm 1995, lúc đó là thành phố Đà Lạt kỷ niệm cái ngày giải phóng, 20 năm giải phóng Đà Lạt, thì nhạc sĩ Đình Nghĩ có khuyến khích tôi thì tại sao anh có một cái tiếng kèn rất là mượt mà, rất là ngọt ngào như vậy mà anh lại không tham gia cuộc thi những viết những ca khúc, anh cứ thử đi. Và đó là một cái điều động viên khuyến khích tôi, và cũng từ đó mà tôi suy nghĩ và trăn trở, tôi viết ra ca khúc Đà Lạt thành phố tình yêu. Thực ra đây là cái ca khúc mà nó mang một cái tính chất kỷ niệm, một cái mối tình của tôi với bà xã.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ thật là gần gũi, thật là thú vị của nghệ sĩ saxophone Hà Quang Chính. Và quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa hòa mình cùng với những giai điệu thật đẹp, thật là dễ thương của nhạc phẩm Đà Lạt Thành Phố Tình Yêu. Và Minh Thư hy vọng rằng với những giai điệu vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn sự thư thái, sự thoải mái trong tâm hồn để chúng ta có thể đón chào một ngày mới thật vui, thật